Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Omega 369 Alaska Quenzyme Q10. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Omega 369 Alaska Quenzym Q10 cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Omega 369 Alaska Quenzym Q10 Fish Oil Evening Primrose Oil Flaxseed Oil Quenzym Q10 Vitamin E Công dụng Giúp điều hòa mỡ máu, làm giảm lượng ldl cholesterol và triglycerid trong máu giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao huyết áp sơ vữa động mạch nhồi máu cơ tim tăng cường dưỡng chất cho mắt giúp sáng mắt phòng ngừa và hỗ trợ điều trị cận thị thoái hóa điểm vàng đục thủy tinh thể làm giảm mỏi mắt khô mắt bảo vệ tế bào thần kinh chống thoái hóa não giúp tăng cường trí nhớ tăng hiệu quả học tập làm việc bồi bổ sức khỏe kích thích tiêu hóa giúp làm đẹp da Đối tượng sử dụng Dùng cho người bị các bệnh tim mạch, cao huyết áp, sơ vữa động mạch, tiểu đường Người bị cận thị, viễn thị, thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, mỏi mắt, khô mắt Người rối loạn tiền đình, thiểu năng tuần hoàn não, suy giảm trí nhớ, các tình trạng lo lắng, hồi hộp, mất ngủ Cách dùng Người lớn, 1-2 viên một lần, 2-3 lần một ngày, uống sau bữa ăn Trẻ em, 1 đến 3 viên một ngày, uống sau bữa ăn. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Omega 369 Alaska Quenzym Q10. Đồng thời biết cách sử dụng Omega 369 Alaska Quenzym Q10, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham